Chào tất cả các tình yêu của Linh nha. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau trong video này. Và mỗi một lần mình xuất hiện thì tất cả các bạn đều nhận được một giá trị gì đó, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình để mỗi khi mà mình ra được cái video mới thì các bạn là người đầu tiên nhận được. Và các bạn biết không, đây là một cái cốt bó hoa. Và cốt bó hoa này vô cùng bồng bềnh. Nhưng cái điều đặc biệt là mình đã sử dụng cái lon sữa. Cái lon sữa rồi những cái vật dụng ở trong nhà mình chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng cái cốt nha, chúng ta tự chế được. Vậy thì ngày hôm nay mình và các bạn cùng nhau sử dụng cái lon sữa để chúng ta làm cốt bó hoa, xem là bó hoa của chúng ta nó có đẹp không ạ. Rất là đẹp đúng không các bạn, rất là bồng bềnh nha. Và các bạn có thể làm theo cái cách của mình, vô cùng tuyệt vời luôn. Và bó hoa này có thể đứng được nhá, thì khi mà người ta trưng thì nó rất là đẹp luôn, bởi vì đứng được thì form hoa của chúng ta sẽ giữ rất đẹp nhá. Nào, vậy chúng ta cùng nhau thực hiện nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm vào cái lon sữa như thế này. Thì ở nhà thì bất kỳ bạn có một cái lon sữa hay là một cái hộp hay một cái hũ gì mà nó gần giống thì các bạn đều có thể làm được như vậy nha. Vuông tròn thì đều làm được hết. Thì trước khi làm thì bạn hãy nhét cái xốp xuống dưới hoặc là đổ cát xuống nếu bạn muốn nặng. Thường thường mình cắm bia, cắm bánh kẹo các thứ ấy, thì mình muốn nặng thì mình nên đổ cát xuống dưới nhé. Còn ngày hôm nay mình cắm cái này là mình làm bằng cái cục, có nghĩa là mình để cái cục mút hoa tươi lên thì bản thân đổ nước và nó đã nặng rồi, thì mình sẽ chỉ bỏ xốp thôi để kê lên thôi nhá. Thì cái cục mút hoa tươi này bạn có thể làm một lớp túi bóng để quấn vào cái đế của nó để khi mà mình đổ nước nó không có bị chảy xuống dưới nhá. Thì chúng ta sẽ cố định cái miếng mút xốp hoa tươi này lên đây. Thì cái cục mút hoa tươi hay là hoa khô thì tùy các bạn cắm cái nào thì các bạn làm cái cục mút đó. Thì thường thường mình làm thì nếu mà làm cái cục mút hoa tươi này thì các bạn cắm hoa tươi cũng được, mà các bạn cắm hoa khô, hoa giả, hoa lụa, hoa sáp gì cũng được nhá. Thì thành ra là nó dễ hơn. Còn nếu bạn cắm mỗi hoa khô thì bạn có thể dùng cái cục mút cắm hoa khô nhá. Thì khi mà mình cố định xong cái mút xốp này lên trên thì mình lấy một tờ giấy nhá, lấy một tờ giấy và mình bọc cái phần lon sữa này lại nha, bọc đi để che đế đi nhá. Thì bọc lên đúng không, nó thành như một cái cốt bình thường này, chúng ta bó bình thường nhá, bởi vì nó rất là dễ, không có gì khó cả. Thì cái cách bó thì cũng như mọi ngày mình bó, nhưng mà thực ra ngày hôm nay mình sẽ làm cho các bạn hình dung ra những cái vật dụng bình thường ở nhà mình có thể lấy mình làm cốt bình thường nhá. Và cái cách gấp giấy đầu tiên, lớp giấy đầu tiên này là gấp, mình lấy một nửa tờ giấy mình gấp chéo qua chéo lại như thế này nha các bạn nhé. Rồi mình lấy dây kẽm á, mình cột nó lại nha. Đó, mình gấp này, đó gấp. Xong rồi chúng ta gấp cột lại bình thường như vậy nhá. Thì cái phần lớp giấy đầu tiên này mình sẽ cột, có nghĩa là mình làm hết 5 tờ giấy. 5 tờ giấy thì tức là dọc làm đôi thì nó thành 10 miếng như này các bạn nhé. Thì sẽ làm hết 10 miếng như này. Thì xong mà cột hết lại thì chúng ta sẽ bó vào cốt nha. Thì thường thường cột lại như thế này thì các bạn dễ hình dung đúng không? Còn nếu mà bạn không muốn cột, bạn cột luôn cho cốt nha. Đó, được 10 miếng thì chúng ta sẽ đi cột vào cái cốt đây. Đó, cũng mình sử dụng băng keo nhá. Thì sử dụng băng keo thì các bạn cứ quấn tròn vào đây, rất là dễ. Những cái cách thức này thì hầu như những người mới đều có thể làm được, bởi vì mình phân ra từng cái công đoạn ấy. Từng cái công đoạn cho cái cốt bó hoa thành là bạn rất là dễ hình dung. Và người mới chưa bao giờ cầm đến tờ giấy bó hoa này đều có thể bó được rất là tốt luôn nhá. Thành ra là rất là dễ. Đã xong cái phần giấy, lớp giấy đầu tiên mà chúng ta sẽ đi đến lớp giấy thứ hai nhá các bạn nhá. Thì lớp giấy thứ hai nó sẽ gấp khác lớp giấy đầu một chút, bởi vì nó sẽ nối liền phần đầu với phần chân. Thì bó hoa này mình sẽ sử dụng hai cách gấp giấy khác nhau. Thì đối với cái lớp giấy lần thứ hai này mình sẽ cũng gấp chéo qua chéo lại, nhưng mà nó hơi khác một xíu phần đầu thì các bạn có thể để ý kỹ giúp nhá. Rồi cái phần lớp thứ hai này mình sẽ tốn nhiều giấy hơn. Thì lớp thứ hai này mình sử dụng hết 8 tờ giấy nhá.
Thì 8 tờ giấy này bạn sẽ đọc hết ra làm đôi và cũng gấp như mình đang gấp đó. Thế là xong là chúng ta sẽ đi cột vào nha. Đó, thì lớp giấy này cột nữa là xong. Bó hoa này quá đơn giản đúng không? Mình chỉ cần hai lần gấp giấy như vậy là đã xong một cái bó hoa nó cực kỳ to luôn. Bó hoa này thì bạn cứ thế bạn cột hết vào nha. Cột sát nhau nha để cho nó đẹp.